Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ quay lại một video hướng dẫn cho các bạn cách giới hạn thời gian gửi tin nhắn trên nhóm chat Telegram nha. Trong nhóm Telegram có khả năng thiết lập thời gian các thành viên được phép gửi tin nhắn trong nhóm theo một thời gian nhất định do người dùng lựa chọn. Thì tính năng này cũng khá giống với việc là thiết lập giảm tần suất bình luận bài viết của nhóm Facebook nha các bạn. Thì chỉ được phép bình luận sau một khoảng thời gian nhất định. Thì ngay sau đây mình sẽ hướng dẫn cho các bạn nha. Thì các bạn lưu ý là các bạn phải là admin của cái nhóm đó thì các bạn mới sử dụng được tính năng này nha. Thì đầu tiên các bạn hãy mở cái ứng dụng Telegram trên điện thoại của các bạn lên. Tiếp theo là các bạn hãy chọn cái nhóm mà các bạn muốn giới hạn thời gian gửi tin nhắn nha. Ví dụ như mình sẽ chọn cái nhóm này. Tiếp theo là các bạn hãy nhấn vào cái tên nhóm Telegram nha. Thì mình sẽ nhấn vào cái tên nhóm Telegram của mình trên cùng đó. Thì nó sẽ hiện ra một cái giao diện như thế này. Và mình sẽ chọn vào cái phần cái bút ở phía trên bên phải màn hình điện thoại nha. Mình sẽ chọn vào cái phần này. Tiếp theo là mình sẽ chọn vào cái phần permission nha. Mình sẽ chọn vào cái phần permission này. Đây nha các bạn, mình sẽ chọn vào. Tiếp theo, ví dụ như ở đây nó sẽ có cái phần slow mode này nha các bạn. Thì nó sẽ hiện lên cái phần là slow mode này. Thì các bạn hãy điều chỉnh. Ví dụ như ở đây mình chọn tắt. Thì mình sẽ, tiếp theo mình sẽ chọn lên như này. Thì ở đây nó sẽ có tối thiểu là 10 giây và tối đa là 1 giờ. Thì để các thành viên trong nhóm Telegram có thể gửi được tin nhắn. Thì sau khi mà các bạn chọn xong rồi thì các bạn hãy nhấn vào dấu tích ở phía trên bên phải màn hình điện thoại nha. Thì mình sẽ nhấn vào dấu tích này. Thì bên cạnh đó để mà có thể bỏ chế độ giới hạn thời gian gửi tin nhắn trong nhóm chat Telegram thì các bạn cũng làm các bước tương tự. Và các bạn chọn vào cái permission này. Rồi mình sẽ nhấn là tắt đi như thế này nha. Thì như vậy là mình vừa hướng dẫn cho các bạn cách giới hạn thời gian gửi tin nhắn trong nhóm chat Telegram rồi. Thì nếu mà các bạn có bất kỳ thắc mắc nào hãy để lại comment bên dưới mình sẽ giải đáp nha.